chợ đầu mối nông sản Thủ Đức sáng nay ngày 24 tháng 12. Hello, xin chào quý vị. Phương xin chúc quý vị Giáng sinh an lành, hạnh phúc bên gia đình và bình an trong cuộc sống. Đây là chợ đầu mối nông sản Thủ Đức lớn nhất Sài Gòn. Hôm nay Phương sẽ review khu vực bán trái cây tại chợ đầu mối. Xin mời quý vị cùng trải nghiệm với Phương nha. Chợ ở đây nằm trên số 141 quốc lộ 1A, phường Tân Bình, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Nếu quý vị nào muốn đi chợ đầu mối này mà không có rành đường thì ở trong cái điện thoại nó có cái phần Google Maps á. Quý vị vào phần Google Maps, quý vị tìm kiếm cái từ khóa chợ đầu mối nông sản Thủ Đức á, thì cái hình ảnh của chợ sẽ hiện ra, và bấm vô cái hình ảnh của chợ á, thì dưới bên phần dưới nó có cái phần chỉ đường đi á. Quý vị bấm vào phần chỉ đường đi á, thì Google Maps sẽ chỉ đường quý vị tới chợ đầu mối này nha. Đây là khu vực chuyên bán xỉ trái cây cho các tiểu thương buôn bán nhỏ lẻ từ 4 giờ sáng tới 11 giờ trưa. Buổi chiều họ nghỉ, họ không có bán nha. 40.000 ký. Cũng là khá rẻ, nhưng là có hộp nha. Hộp giờ 15.000 ký. Cái thái tiêu 15.000 ký. Chút đường lại vùng 20.000 ký. Chút thái 7.000 ký. Sáu đá 20.000 ký. Thái đường 20.000 ký. Sợi thái 12.000 ký, sợi keo 12.000 ký. Ở đây thì quý vị mua 1 ký trở lên thì sẽ được tính giá xỉ nha, họ không có bán dưới 1 ký nha. Và giá xỉ ở đây thì rất là rẻ luôn, rẻ hơn chợ lẻ rất là nhiều. Dưa tay 100.000 ký. Cái cà phê 35.000 ký. Bơ 35.000 ký, sữa đồ đèn 35.000 ký. Rượu 10.000 ký. Ở nước hoàng 16.000 ký ở đây. Rượu 10.000 ký. Thì cứ xuyên đường đỏ 40.000 ký. Có loại 20 là loại nhỏ nha. Rồi cứ xuyên 25.000, 30.000 ký. Rất nhiều loại xài nó 25.000 ký. Nho là 40.000 ký. Mặt 20.000 một ký. Hàng đá 20. Hàng heo phước á 20 luôn. Thanh long đường đỏ 25.000 một ký. Đường trắng 15.000 một ký. Chất đường 25.000 một ký. Chánh thái lớn 25.000 một ký. Cái cầu dài thái á, cái cầu dài thái đẹp 40.000 một ký. Rồi giờ xanh bún tre nè, bao ăn luôn 20.000 một ký. Dược nhỏ ha, như là 20.000 một ký. Hổ chân trâu 18.000 ký. Dưa lưới 10.000 một trái, 15.000 một trái, trái 1 ký lô. Cam vàng 25.000 một ký. Còn dài thái lại đẹp 40. Còn giờ có 10.000 ký luôn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ít đường 18.000. Ít tiêu quá. 15.000. Cây đường 25.000. Cam bạc 25.000. Áo đá 25.000. Vô đây là làm 70.000 một tí. Dưa lưới trái 10 trà lá là ký lô luôn. Cái sướng màu đèn cái màu trắng là 40, cái sướng tím thì 30. Canh canh 15.000 tí. Chia lê 15.000 tí. Châu tay 70.000 tí. Còn đá 20.000. Nho gà 5 kg một rổ 120. Đây có đá 15.000. Trăm vàng á, đây ta đẹp trăm vinh 20.000. Rồi tóc thái 10.000 tí. Đá 23.000 kg. Sa bô 23.000 kg. Đi trả vô lắm. Đây vô thầy 60.000 kg được thầy. Càng 5.000 ký. Thôi thôi thôi. Cam này thì giá vẫn ổn định gì ha, 8.000 ký. Quý vị mua 10 ký thì có 7.000 nha. Cũng có loại 5.000 ký, mua 10 ký thì có 4.000. Cái loại 7.000 thì mua 10 ký có 6.000 à, có rất là nhiều loại. Có loại 6.000 một ký á, thì mua 10 ký 50.000 ha. Bữa da xanh á, bữa nay đang vô mùa rộ á, đang chín nhiều á,
cho nên là giá rất là rẻ luôn. Có 15 thấy 20, 25 ngàn một ký á. Cái loại 25 ngàn ký là bưởi chưng á nha, bưởi loại nhất á, có lá rồi đầy đủ á nha. Những quý vị nào mà ở Sài Gòn á, khi xem video thì nhớ nhấn nút đăng ký kênh của Phương á, để mỗi khi Phương ra video mới á, quý vị sẽ nhìn thấy video của Phương nha. Và mai mốt Phương sẽ đi mua trái cây rau củ quả dùm cho quý vị ở Sài Gòn á, rồi Phương sẽ ship tới tận nhà cho quý vị nha. Nhưng mà quý vị nhớ chia sẻ kênh của Phương á, like video của Phương để cho kênh của Phương lên á, có nhiều người xem á thì Phương mới đi mua được cho quý vị nha. Còn bây giờ kênh á, Phương vẫn còn đang đầu tư á, chưa có lượt xem nhiều á, chưa có lượt like nhiều á, ít người xem cho nên Phương chưa có đi mua được. Thì Phương cũng dự tính là qua Tết á, thì Phương sẽ sắp xếp công việc của Phương, sắp xếp thời gian á, mà có, kênh có nhiều lượng người xem á, thì Phương sẽ đi mua dùm cho quý vị ở trong Sài Gòn nha. Và đặc biệt là quý vị nào mà đang kinh doanh quán ăn á, mà mua số lượng nhiều á, thì Phương cũng sẽ cung cấp cho quý vị nha. Và giá của Phương cung cấp là giá gốc rất là rẻ nha. Những tiểu thương buôn bán lớn thì họ mua ban đêm thì chờ họ từ lúc 19 giờ tới khoảng 5-6 giờ sáng thì chẳng nghỉ nha. Cũng có một số sạp họ họp tới 10 giờ, 11 giờ họ mới nghỉ nha. Đây là những cái sạp này họ họp tới 10 giờ, 11 giờ họ mới nghỉ nè. Thì những sạp này họ bán nguyên bịch 10 kg không à, họ không có bán lẻ nha. Quý vị mua một bịch 10 kg gì thì sẽ rẻ hơn là mua lẻ khoảng 20-30% nha. Đó. Thì đây họ sắp xếp họ đổ nguyên một bịch sẵn hết rồi, ở dưới tỉnh họ đóng lên một bịch sẵn hết rồi. Quý vị mua từng bịch gì đó. Ví dụ như là xoài non này có 130 ngàn một bịch đó, rất là rẻ luôn ha. Tiểu thương ở đây thì dưới tỉnh đại lý họ đóng từng bịch 10 ký rồi họ giao cho tiểu thương ở đây, rồi tiểu thương người ta giao trực tiếp cho khách hàng luôn, họ cũng không có đổ ra coi ha. Họ chủ yếu là buôn bán với nhau, họ có uy tín với nhau, làm ăn với nhau lâu dài, cho nên là họ rất là tin tưởng nhau. Và những tiểu thương đi mua ở chợ này cũng vậy, họ mua quen rồi thì ra ra nào họ thích là sắp một bịch 10 ký rồi họ bán, chứ họ cũng không có cần kiểm tra, có cái lớp trên mặt thôi nha. Mảnh đá 15.000 ký, quýt đường 25.000 ký, hồng giòn 15.000 ký, bưởi da xanh 5 trái 100.000, dưa lê 20.000 ký, nhân thái lớn 25.000 ký. Cái đường 10.000 một ký thanh long á, 25.000, 20.000 một ký thanh long đường đỏ á. Rồi video này Phương quay vào ngày 24 tháng 12 năm 2023. Video của Phương đến đây cũng dài rồi, Phương xin kết thúc video tại đây. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã xem hết video của Phương. Quý vị nào chưa đăng ký kênh thì nhớ nhấn nút đăng ký kênh và nhấn nút like video, nhấn nút chia sẻ để không bỏ lỡ thông tin mỗi khi Phương ra video mới nha.
Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị bằng một video tiếp theo.